Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2021. À chúng ta thấy rằng à, phiên ngày hôm nay thì à, về ban đầu thì nhiều nhà đầu tư, nhiều người cũng nghĩ rằng thị trường sẽ sẽ tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay khi mà cuối tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Mỹ rồi các cái thị trường khác cũng tăng rất là mạnh, đúng không? Giá dầu tăng cũng rất là tích cực. À, và thậm chí là đến sáng ngày hôm nay thì các cái chỉ số chứng khoán đặc biệt là chứng khoán của khu vực châu Á cũng tăng rất là tích cực. Đó, và Dow Jones tương lai cũng tăng mạnh thì ngay ngay từ lúc mở phiên là chỉ số chúng ta cũng tăng khá là tốt tăng tới hơn 10 điểm một cái gap tăng hơn 10 điểm đó và chúng ta nhìn nhận cái vấn đề của thị trường là gì có rất nhiều các cái tin tức thời điểm này tốt cũng có xấu cũng có nhưng mà về cơ bản là thị trường chúng ta cái động lực đi lên nó yếu quá yếu quá và không chỉ ở thị trường chúng ta mà các thị trường xung quanh cũng vậy rồi khi một số các cái tin tức nó lan ra thì nó có thể làm cho cái tâm lý nhà đầu tư là người ta gọi là gì hướng về cái thiên hướng là an toàn hơn và họ sẽ bán ròng mạnh cái tài sản của mình. Đó, để mà chỉ bán ròng những cái cái tài sản mà nó mang tính chất là không an toàn để mà họ có thể tìm nắm giữ những cái tài sản nó mang tính an toàn hơn. Đó và phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là khối ngoại bán ròng rất mạnh và tập trung bán mạnh các cái cổ phiếu blue chip. À, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy một bài một số bài báo đăng là khối ngoại bắt đầu chậm bán chậm lại và ít bán lại nhưng mà thực chất đấy chỉ là tin tức thôi và nó đang từ rất lâu rồi à, và đôi khi là tin ra nó còn bán mạnh hơn nữa và chúng ta thấy rõ ràng là phiên ngày thứ sáu vừa qua thì khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ và phiên ngày hôm nay thì bán ròng khoảng 1.200 1230 tỷ nữa tức là thấp hơn tuần trước thứ sáu đúng rồi nhưng mà hôm nay vẫn bán ròng rất là quyết liệt và tập trung bán vào các trụ đó và đặc biệt nữa là gì các cái cổ phiếu trụ thì gần như là không tăng nếu chúng ta xét về độ rộng của thị trường thì hôm nay số mã tăng vẫn nhiều hơn số mã giảm nhưng mà gì đa phần là tiền nó tìm đến những cái cổ phiếu thuộc cái, cái nhóm mid cap những cái món cái cái cổ phiếu nhỏ hơn các cái nhóm small cap đúng không chứ tiền không ở blue chip à, blue chip cho nên dẫn đến là thị trường không tăng được đó và đặc biệt là dòng tiền nó cũng có dấu hiệu cái khẩu vị của tiền nó chuyển sang sàn hnx và sàn upcom khá là nhiều nó các cổ phiếu của hồ xe cũng không được quan tâm không được chú ý nhiều nữa bởi vì người ta cũng có những cái lo sợ nhất định nó không bàn về tiền không bàn về cái cái việc uh, hệ thống của Thái Lan hay là của Hàn Quốc nó quan trọng là gì? cái sự quyết liệt của HOSE có làm hay không thôi? nó và cái phản ứng của nhà đầu tư nó cũng đang thể hiện cho một cái gọi là gì? nhà đầu tư cũng đang phản ứng khá là quyết liệt đối với các cái cổ phiếu được giao dịch trên HOSE. thì chúng ta theo dõi thêm và chúng ta uh, cũng phải tính toán đến cái phương án các cái cổ phiếu của mình như video clip nhận định tuần thì hôm qua mình cũng có nói rồi. lúc này chúng ta tập trung vào cái cổ phiếu nào nó quan trọng hơn là chỉ số nói chung chỉ số thì nó phụ thuộc rất nhiều vào hồ xe mà hồ xe thì đơ thanh khoản thì nó bị giới hạn rồi dẫn đến là cái cung cầu nó không còn thực sự mà 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 có thể tính toán được nữa đó và dẫn đến là đấy là một cái điều mà cũng làm cho khối ngoại họ khiếp họ bán ra à. khối ngoại họ đánh họ cũng cơ bản tốt đúng không kỹ thuật tốt rồi họ cũng căn cứ vào cái cung cầu của thị trường mà họ đánh mà bây giờ dẫn đến nó đơ nó nghẽn như thế này thì họ cũng cảm thấy nó không an tâm họ cảm thấy bất an cho nên họ cũng thoái rất là nhiều Đấy thì chúng ta theo dõi còn việc thoái của cá nhân bên khối ngoại hay là của các quỹ đầu tư vân vân thì chúng ta cũng phải chú ý mấy này chúng ta thấy nhiều các cái quỹ bắt đầu đăng ký bán là lượng lớn cổ phiếu rồi đó, đó thì chúng ta theo dõi nó ảnh hưởng rất nhiều ví dụ như ACB chẳng hạn hai quỹ lớn bán ra hàng trăm triệu cổ phiếu như vậy làm cho ACB này các cổ phiếu ngân hàng cũng không đến nỗi giảm sâu nhưng mà ACB lại giảm mạnh nhất đấy thì chúng ta theo dõi những cái các cái động thái như vậy của dòng tiền lớn mà đặc biệt dòng tiền của khối ngoại đúng không cái khẩu vị của họ nó mang tính an toàn hơn rất là nhiều mặc dù là họ là nhà đầu tư dài hạn họ là nhà đầu tư lớn nhà đầu tư dài hạn nhưng mà rồi gì khi mà cái khẩu vị khi mà cái cảm thấy không có ổn hay cảm thấy không an toàn là họ thoái liền chứ họ không có giống như mà mạo hiểm không có đánh cược của không có gọi là cố đấm ăn sôi giống như mình họ thì chúng ta theo dõi thêm thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư ở đây chúng ta quay lại phía thị trường thì đây rõ ràng là cái sự hào hứng của thị trường ngày hôm nay nó kéo theo rất nhiều bởi vì sao bởi vì cái ngày thứ sáu nó là một cái nến nến ngày thứ sáu là nến rút chân mặc dù tôi vẫn nói thời điểm này mà phân tích về nến thì nó không chuẩn lắm đâu thực sự là như vậy nó phân tích bây giờ là phân tích về tâm lý về hành vi nó sẽ chuẩn hơn nhưng mà những thứ đó thì rất là khó phân tích đúng không ạ chúng ta khó định lượng và khó đánh giá lắm đó nhưng với với đồ thị kỹ thuật thì chúng ta nhìn cái nến này đây là một cái nến gọi có thể xác nhận đây là nến búa có thể là đảo chiều đúng không ạ nó cộng với các cái dữ liệu quốc tế cuối tuần thì dữ liệu việc làm của mỹ tốt ha? bảng lương phi nông nghiệp của nó ổn đó, rồi đặc biệt là cuối tuần lại còn thông qua gói kích thích kinh tế nghìn nhấn tỷ chứng khoán Mỹ tăng rất là mạnh sáng nay mở cửa chứng khoán châu Á Nhật mở cửa tăng hơn 2% Australia tăng gần 2% đó Hàn Quốc cũng tăng gần 1% nó rồi Hồng Kông Trung Quốc thì đều mở cửa đều tăng rất là mạnh và thị trường chúng ta cũng thế, không ngoại lệ gần như thị trường chúng ta là mở cửa sau cùng ở khu vực châu Á đó à, 9: 15 chúng ta mở thì cũng tăng hơn 10 điểm có những lúc 11 12 điểm rồi đó và tạo một cái gáp rất xa như thế này gáp tới mười mấy hai chục điểm thì thì rõ ràng là cái sự hưng phấn của nhà đầu tư lên cao đó ngay lúc đấy các bạn để ý là trong cái nhóm zalo mình cũng nhắn rồi mình nhắn mọi người là chốt trong hưng phấn thôi ha. chốt chứ cũng không phải là để mà đua mua trong những cái nhịp như thế này bởi vì cái động lực của thị trường nó 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 không không đến và thứ hai chúng ta để ý bollinger nó đang bó lại rất là sát đó đó là lý do vì sao hôm qua mình vẽ cái gọi là có thể tạm gọi là cái đa vát này đi đúng không ạ tức là gì thị trường nên chăng là nó đang sideways trong cái vùng này sideways nha tôi nói sideways vùng này và nó bó bollinger lại Đúng không? Bollinger nó sẽ bó lại dần Còn cái việc mà nó bó tại đây rồi Mà nó bước lên tiếp hay là nó rơi lại Thì cái đấy là một câu chuyện khác Chúng ta lại phải chờ thôi Chứ tôi không thể nào dự đoán được Và tôi không thể nào mà mà nói với mọi người rằng ờ ừ, nó nó tích lũy rồi nó bó lại đây Chờ Bollinger bó lại xong rồi nó bưng lên hay là nó rớt xuống Cái đấy chúng ta chưa biết Thì chúng ta lại phải theo dõi tiếp Đúng không? Cho nên câu chuyện lúc này thì Chúng ta cố gắng swing ra thị trường nó Trong vùng trading ngắn hạn trong vùng này đó và đặc biệt là chúng ta chú ý cái vùng MA này, MA 20 này, Bây giờ nó kéo mở 20 lên tới vùng 1153 rồi. Ngày mai nó có thể là 1154 đó và cố gắng không gãy cái mốc đó. Và không gãy 1154 đồng nghĩa với không gãy cái cây đuôi của cây nến nến búa này ngày hôm trước. Đúng không ạ? Tức là gì? Nếu ngày mai cố gắng giữ được vùng này thì vẫn nó có thể nói là chưa xấu lắm, đúng không ạ? Chưa xấu lắm nhưng mà chúng ta nhìn kỹ vào thị trường thì chúng ta để ý là những cái nến xanh thì vôn thấp mà những cái nến đỏ thì vôn khá là lớn. Đó. Để mà chúng ta có thể hình dung Ngoài ra chúng ta có thể view vào những cái khung thời gian nó ngắn hơn một chút xíu Đây, nguyên ngày hôm nay Chúng ta thấy có những lúc thị trường vẫn muốn hồi phục Nhưng mà thanh khoản rất là thấp Cho nên khó mà hồi phục, khó mà kéo lên được Nó rồi cuối phiên cũng có những lúc muốn kéo lên Nhưng mà rồi lại bị đơ, đúng không? bị đơ cho nên là cũng lại đang khá xấu Xu hướng, rồi ai nó cứ lình xình nó đi ngang Chứ cái động lực nó cũng yếu lắm rồi Đó Stop Ờ, cái mà mà một chiều là một, một, một giờ nó còn muốn cắt xuống rồi đó xu hướng là khả năng là lại còn giảm nữa đúng không ạ còn giảm nữa khả năng là mai cái cái đáy dưới của cái hộp này sẽ đỡ Đó, lủng cái đáy này thì sẽ tiếp theo là cái vùng khoảng ma 50 đây mà gãy ma 50 nữa thì chúng ta cũng sẽ xấu và khi mà cái Bollinger nó bó hẹp lại thì có khả năng nó sẽ rơi tiếp lại về vùng phía dưới này rồi sâu hơn nữa đó, thì chúng ta cũng phải tính toán à, trong cái bối cảnh thì chúng ta thấy đại chứng Mỹ cuối tuần tăng đến gần 2 phần trăm S&P 500 tăng 1,95 này ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng tốt hiện tại đang giao dịch là chứng khoán châu Âu cũng tăng tốt chứng khoán châu Âu tăng tốt bởi vì hôm nay khi mà giá dầu thô tăng rất là mạnh ngày hôm nay khi mà phiến quân Houthi họ bắn tên lửa vào à, bắn tên lửa và đánh bom bằng máy bay không người lái vào những cái cơ sở lọc hóa dầu khai thác dầu của Ả Rập nó thì nó làm cho đẩy cho giá dầu giá dầu thô hôm nay tăng rất mạnh giá dầu Brent giá dầu Brent là dầu được giao dịch ở châu Âu nhá dầu ren là dầu giao dịch theo tiêu chuẩn của dầu châu Âu, còn dầu WTI là dầu giao dịch, giao dịch theo tiêu chuẩn của Mỹ. thì hiện tại dầu WTI thì nó chưa đạt tới mức 70, nó đang thấp hơn, thế nó, nó 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 đang thấp hơn so với giá dầu của của châu Âu đó. và châu giờ giá dầu này mới là tiêu chuẩn toàn cầu. đây nó đang 68, nó đạt mức 68 thôi, trong khi dầu dầu ren nó đã đạt hơn 70 rồi. nó tăng vọt rất là mạnh trong phiên ngày hôm nay. tuy nhiên giờ đến bây giờ thì nó lại đang đảo chiều giảm lại, giảm khoảng 0,3%. Đó, dầu WTI cũng vậy tất nhiên là cái cái mức tăng giảm của hai ông này thì nó cái xu hướng thì nó giá dầu nó đi như nhau thôi đó và trong một bối cảnh là chúng ta thấy đồng đô la đang có dấu hiệu mạnh lên ha, khi mà nó vượt đỉnh luôn vượt các cái kháng cự của nó rồi đó dấu hiệu đồng đô la tiếp tục mạnh lên và nó sẽ tác động thêm cả một câu chuyện nữa là giá vàng đó và vẫn như mình hay chia sẻ với mọi người là gì cái câu chuyện mà giá dầu nó tăng mạnh ấy, về góc độ ngắn hạn có thể nó tác động nó làm lợi cho một số các cái cổ phiếu kể cả khu vực châu Âu hiện tại các cái cổ phiếu của các cái hãng dầu lớn hãng, cái hãng xăng dầu lớn của Đức đang tăng mạnh kéo chỉ số tăng rất là tốt Pháp đó. toàn bộ khu vực châu Âu hôm nay cũng tăng rất mạnh do nhóm cổ phiếu dầu khí những cái tập đoàn dầu khí lớn nằm ở đây niêm yết giao dịch ở trên này đang tăng rất là mạnh đó thì nó kéo chỉ số tăng thôi rồi cũng lạc quan bởi cái gói hỗ trợ 1.900 tỷ của Mỹ được thông qua tất nhiên chờ hạ viện thông qua và chờ ông Biden ký nữa cơ có thể trong tuần này đó. nhưng mà rồi người ta vẫn khá là đang là lạc quan đúng không nhưng mà thị trường châu á hôm nay chúng ta thấy phản ứng khá là gọi là khá là ngược đúng không đặc biệt là chứng khoán nhật có những lúc tăng hơn hai và cuối cùng đóng phiên giảm 0,48. tám trung quốc cũng có những lúc tăng tới gần một bảy rồi đó mà đóng phiên giảm hai ba hồng kông giảm một chín hai trung quốc đang tức là có một bài báo nó xuất phát từ một cái bài báo ha nó nói là cái nguy cơ bong bóng xuất hiện trên toàn cầu từ hàng hóa cho đến chứng khoán và đặc biệt là nó nhấn mạnh ở trung quốc À, dẫn đến là thị trường nó phản ứng khá là nhanh. Hôm qua trong cái video clip hôm qua nếu bạn nào để ý kỹ thì mình cũng có nói về cái nguy cơ về 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 vỡ nợ vỡ nợ trái phiếu ở ở Trung Quốc đúng không ạ? Hôm qua hôm qua trong video clip tối hôm qua mình có nói về vấn đề đó. thì hôm nay nó lại nói thêm một cái vấn đề về các cái bong bóng tài sản ở Trung Quốc nữa. trong đó có về bất động sản cũng có, à, về các cái tài sản ví dụ xe thôi, mô hình đồ chơi rồi vân vân. đó rồi cái gì như giá thuốc liên quan đến là gì? giá thuốc thôi giá liên quan đến y học thôi mà nó cũng bị bong bóng nữa Thế đừng nói đến là những cái thứ khác đúng không ạ nó rồi giá bất động sản này rồi tại Ấn Độ này ngày càng có nhiều người mua bán Bitcoin này đấy để quản lý hạ viện họ cũng muốn quản lý tiền điện tử luôn đấy tức là chúng ta nếu chúng ta đọc bài này đọc bài này đăng trên trang người đồng hành nha là các bạn vào này các bạn sẽ thấy ngay Nói à? các bạn đọc kỹ bài này tức là nó đang đăng cái cảnh báo này lên nó nguy cơ xuất hiện bóng toàn cầu dẫn đến là gì cái tâm lý nhà đầu tư cũng phản ứng cái 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 trang này nó đăng lúc 16 giờ 9 phút tức là đăng hơi chậm mà bởi vì cái tin này mình đọc được mình nhớ mình đọc được lúc khoảng 9 giờ sáng ấy. cái này nó dẫn dẫn nguồn lại hơi chậm thực sự là nó dẫn nguồn lại hơi chậm so với một số các cái trang khác đó thì thì các bạn có thể theo dõi thêm đó và rõ ràng là đây đây các bạn các bạn đọc bài này cũng khá là hay nó phân tích cũng 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 khá là đúng đấy nên đến là cái tâm lý nhà đầu tư người ta cũng lo ngại và người ta chốt chốt lời khá nhiều và câu chuyện là gì chúng ta thấy khối khối ngoại của chúng ta hôm nay bán bán mạnh hơn một nghìn tỷ và cái giá trị tổng giá trị giao dịch của họ thì thấp hơn phiên ngày hôm qua tức là xét về cán cân thì rõ ràng nó còn bán mạnh hơn ngày thứ sáu các bạn hình dung câu chuyện không ạ phiên ngày thứ sáu nó giao dịch hai nghìn tỷ tổng mua và bán trong đó bán một nghìn tức là là, là 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 hôm nay nó giao dịch chỉ có một khoảng hơn hai nghìn thôi tức là thấp hơn khoảng 400 tỷ nhưng mà bán ròng như thế này tính tỏ là cái tỷ lệ bán thì nó lại còn cao hơn ngày thứ sáu nữa chứ không phải thấp hơn đâu các bạn đó chúng ta nhìn vào vấn đề chúng ta nhìn nhìn nó tổng quan và nhìn nó kỹ hơn một chút xíu đúng không ạ và gì po vẫn tiếp tục bị bán bán mạnh ngày thứ sáu rồi bây giờ bán tiếp nó dẫn đến là câu hôm nay đầu phiên vẫn trần trần thì nó xả tiếp rất là hay như vậy đúng không những cổ phiếu kéo lên xanh mạnh trần mạnh thì nó nó đã bán ra rất là nhiều mà không biết là nhiều bạn thì cứ bảo không biết là cái lực nào mà cân mà mua mạnh như thế chúng ta vẫn có những câu chuyện mà nhà đầu tư trong nước cân lại khối ngoại hoặc là nhà đầu tư trong nước có những cái gì đôi khi là gì các bạn hình dung là gì nhà đầu tư nước ngoài người ta đầu tư nó có kỳ hạn có thời gian của họ và họ có thể đặt target là họ sẽ chốt chốt bất chấp thậm chí là khi có game ra là họ chốt hoặc là họ có thể đánh giá cái khẩu vị khi mà thoái vốn xong thì con này hết game không còn gì nữa thì họ thoát trước cho an toàn bởi vì họ họ bán nhiều các bạn thấy mỗi ngày bán vài chục triệu cổ thì số lượng cổ nó lớn và số lượng tiền nó lớn thì họ phải bán trong nhiều phiên chứ không thể nào họ thoái một lần mà hết luôn đúng không họ bán một lần mà hết luôn cho nên họ sẽ bán bán miệt mài như thế này đó trong khi nhà đầu tư trong nước vẫn cân được và nó vẫn xanh đó nhưng mà rồi cũng có lợi cho họ đúng không có, có lợi cho khối ngoại còn cái việc mà bán xong rồi nó lên được hay không như một số các cái cổ phiếu khác mà chúng ta thấy là đôi lúc là khối ngoại bán xong nó vẫn lên rất là mạnh đúng không có thể là cái game nó kết thúc nhưng mà nó khối ngoại có thể nắm không kỹ không đầy đủ các thông tin mà họ bán là mất rồi nhưng mà cũng có thể đấy là họ đã chốt lời rồi nhưng họ cũng không còn quan tâm nữa ngoài ra là gì chúng ta thấy Vinamilk cũng bị khối ngoại bán ròng miệt mài trong cái giai đoạn vừa qua thậm chí từ năm ngoái luôn đó. nếu bạn để ý kỹ thì vinamil bị bán từ năm ngoái luôn hòa phát hôm qua thêm thứ sáu thì mua nhưng bây giờ lại quay lại bán ròng hòa phát này vic vietcom masan nó rõ ràng là chúng ta thấy các cổ phiếu lớn đều nằm trong nhóm mà bị bán đa phần là trong vn 30 vinhom mb bit khang điền ctg ssi bvh novaland lam long sáp nó đa phần là đây khối ngoại bán rất là quyết liệt ở chiều mua thì chỉ có plx và vre là được mua nhiều thôi đó à, ngược lại với khối ngoại thì khối tự doanh thì có dấu hiệu mua vào nhưng mà cái cái giao dịch của họ rất là thận trọng rất ít thôi đúng không ạ khoảng 500 tỷ đúng không? giao dịch đây còn tầm 500 tỷ thôi mua ròng 68 tỷ rất ít đúng không đó thì thì chúng ta cũng cũng quan sát dòng tiền lớn họ cũng đang rất thận trọng khối ngoại họ thận trọng bằng cách là họ bán ròng và họ thoái bớt vốn ra họ rút rút tiền mặt về khối tự doanh thì họ thận trọng bằng cách giao dịch khá ít tất nhiên là vẫn có mua vào họ vẫn có những sự kỳ vọng của họ đúng không ạ đấy thì chúng ta quan tâm theo dõi cái dấu hiệu của dòng tiền lớn của những cái nhóm ngành này để chúng ta hình dung ra câu chuyện thị trường à, Để xem uh, chứng khoán tương lai của Mỹ như thế nào chắc đỏ quá à, đỏ nhẹ thôi đúng không cũng cũng chưa có gì là gọi là, là trên bản thân thị trường nó cũng không có gì là quá xấu cả. nó đang triển khai có quá trình tiêm vaccine của nó đang đẩy rất là nhanh gần như là tất cả các người dân Mỹ là là, là sẽ được tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất đúng không khoảng tháng 5 người lớn nhé Ông Biden hứa là trong vòng từ giờ đến tháng 5 là gần như toàn bộ người lớn, à, người lớn tuổi, người 16 tuổi đổ lên của Mỹ là được tiêm vaccine. Đó, như thế là, là, là ổn rồi. Rồi sắp tới là gói kích thích tông ra thì họ cũng được quá trời tiền nữa. Họ đâu có sợ đâu. À, việc làm thì cũng đang gia tăng rồi, chứ không đến nỗi nào. Đó. Rồi ngoài ra là chúng ta thấy các cái thị trường khác thì sao? Hôm nay khi mà họ báo cáo cái dữ liệu về xuất nhập khẩu của Trung Quốc, Trung Quốc đang nhập khẩu rất là mạnh. Cái cái nhập khẩu của Trung Quốc tăng tới 60% so với cùng kỳ À, so với cùng thời điểm thì rõ ràng là nhập khẩu mạnh thì nó chứng tỏ một điều rằng đang, đang thiếu, đang khan hiếm nguồn hàng và nó đẩy giá hàng hóa lên rất là mạnh. À, chúng ta để ý giá quặng sắt, giá quặng sắt, giá đồng và tất cả các loại hàng hóa khác đều đang, đang tăng. Một phần là gì? Một phần là do tình hình dịch bệnh, một phần là do lạm phát, nó đẩy giá hàng hóa lên và một phần nữa chúng ta thấy nếu chúng ta nếu xét về lạm phát xét về so sánh tương quan trước đây chúng ta thấy là thường khi mà giá đô la mà giảm thì hàng hóa nó tăng nhưng mà ngược lại hiện tại đô la tăng nhưng mà hàng hóa nó vẫn tăng theo chứng tỏ là cái giá trị cái lạm phát nó đang diễn ra khá là nặng nề các bạn hình dung không tôi nói ví dụ các bạn hình dung khi mà giá giá dầu đi chẳng hạn tôi nói ví dụ giá dầu giảm mà giá đô tăng thì nếu các bạn xét về một góc độ bình quân nào đó ha thì chúng ta tính ra gần như nó không thay đổi nhiều Đúng không ạ? Một thằng tăng một thằng giảm mà, mà mà bản vị của nó là gì? Nó so sánh bằng gì? Bằng đô la. Đó, cho nên đồng đô la yếu đi thì hàng hóa nó tăng là bình thường. Đó nhưng mà bây giờ đồng đô la mạnh lên mà hàng hóa vẫn mạnh. Đó chứng tỏ là họ nếu mà mới một cái lượng hàng như vậy họ bán họ sẽ thu được nhiều tiền hơn rất là nhiều so với trước đây. Đúng không ạ? Các bạn cứ thử so sánh một bài toán như vậy, rõ ràng là cái câu chuyện về về lạm phát, về sức mạnh của đồng tiền cũng đang cần phải được tính toán. Đó và nó cũng cái việc bong bóng hay không thì chúng ta không dám khẳng định và chúng ta chưa nói trước được điều gì. Đó, nhưng mà rồi với cái, cái diễn biến của giá cả hàng hóa như vậy cũng như là một số các cảnh báo của các chuyên gia dựa vào các cái chỉ số các cái chỉ báo như vậy chúng ta cũng cần phải thận trọng chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng à, cứ lơ lơ đi mà bảo không liên quan gì đến chúng ta rồi chúng ta cứ cắm mặt nhìn vào thị trường nhìn vào bảng điện mà chúng ta quên đi mất mọi thứ xung quanh thì đấy là theo tôi nghĩ là là không đúng và không nên đó quay trở lại với thị trường thì cái câu chuyện thị trường của chúng ta cũng vậy à, dòng tiền nó chuyển sang à, HNX đúng không thanh khoản của HNX tăng và gì nữa HNX của Opcom nó gần như là nó đi ngược với lại hồi xe nó vẫn cứ tăng Nhưng nhiều hồi xe thì vẫn đang lình xình lình xình lên thì không có động lực lên mà giảm thì cũng không đến nỗi giảm quá xấu đúng không nhưng mà đây chúng ta nhìn HNX nó vẫn cứ miệt mài nó đi lên nó y như giai đoạn đây này à, cứ lầm lũi lầm lũi đi lên và bây giờ cũng vậy có thể đây là nhịp một nhịp hai nhịp thứ ba này nó cứ lầm lũi đi lên đó và thanh khoản của nó có nha tất nhiên là vẫn có những cái suy giảm nhưng mà vẫn là đang khá lớn rồi ai vẫn đang cắt lên đó, các bạn hình dung là nó mới đang ở ngưỡng khoảng 75 thôi. Trước đây rẻ đài của nó đã từng lên tới gần 100. Đây, giai đoạn này. Thì 75 nó nằm đầu đám đây này. Đó. Tức là khả năng cái tiềm, cái kỳ vọng và cái tiềm năng của nó vẫn còn lên nữa. Tức là nếu mà xe không khắc phục nhanh. Và câu chuyện của dòng tiền nó sẽ chuyển sang đây. Đó, rồi chúng ta nhìn gì nữa. Úp, Úp cũng vậy. Úp Com thậm chí nó còn đang vượt đỉnh. vượt đỉnh. Đó. Đây, các bạn nhìn Úp Com lên tốt chưa? Rất đẹp luôn trước đây thì upcom cứ lình xình lình xình bò như thế này đúng không chúng ta nhìn giai đoạn những giai đoạn hồi xe đi lên rất là mạnh hnx đi lên rất mạnh nhưng mà upcom này nó chúng ta nhìn giai đoạn chúng ta đánh giá giai đoạn từ tháng tư đến giờ đó lên mạnh chỉnh thì cũng chỉnh sau và bây giờ đang lên này thậm chí là vượt đỉnh của chính nó rồi upcom vượt đỉnh rồi và xu hướng nó vẫn còn đang lên này các bạn thấy bowling bỏ mở ra chứ không có bó lại giống như là 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 là, là, sàn hồi xe đúng không và gì cái thanh khoản của nó cũng có luôn đó, cổ vũ cho nó đi lên và động lực cho nó đi lên còn tất nhiên là để mà chúng ta lựa chọn được các cái cổ phiếu tốt, những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể là an toàn ở trong cái thị trường OPCOM này hoặc là sàn HNX thì chúng ta cũng phải lựa chọn, phải cân nhắc cho thật kỹ, à, chứ không phải là chúng ta cứ thấy là tiền chuyển qua đây rồi thấy con nào cũng vậy rồi chúng ta nhảy vô, chúng ta mua lấy, mua để mua, mua cho bằng được rồi tranh mua này kia, đúng không ạ? Hôm nay có thể là nhóm mình hôm nay cũng có mua, đúng không ạ? Và gì nữa? Và cũng kịp thời là mình dặn kịp thời là gì? Chúng ta không đua đua lệnh trong những cái phiên như thế này bởi vì có nhiều người buổi sáng thấy thị trường hưng phấn là sợ nó chạy luôn để sợ nó về một nghìn hai vân vân câu chuyện là tin tức nó chi phối chúng ta đánh theo tin quá nhiều đúng không ạ chúng ta nhìn vào cái nội tại của doanh nghiệp nội tại của thị trường thì chúng ta mới tính toán được và rõ ràng là gì thêm một cái thời điểm hiện tại là chúng ta nhìn vào cái tâm lý của nhà đầu tư đôi lúc là gì chúng ta tham gia vào một số các cái nhóm một số các cái diễn đàn thì chúng ta cũng nghe được tin này tin nọ hoặc là nhóm này nó hô hào thế này nhóm kia hô hào thế kia Đó, nhưng mà rồi rõ ràng là gì ở góc độ mà là gọi là coi như là người quản lý đi giống như tôi chẳng hạn tôi thường xuyên hàng ngày tôi tương tác và tôi nhắn tin nói chuyện cũng như quản lý và theo dõi tài khoản của rất nhiều người thì tôi có thể hình dung được cái câu chuyện của thị trường nó có vẻ nó sẽ rõ hơn nó sẽ rõ hơn rất nhiều cho với các bạn một mình các bạn các bạn nhìn vào thị trường hoặc là nghe tôi nói hoặc là nghe nhóm khác nói thì các bạn cũng không đánh giá được một cái gọi là gì tổng quan chung mà một các bạn đánh giá nó sát thực hơn đúng không ạ còn như mình mình có thể theo dõi được khá nhiều các cái tài khoản trong nhóm mình quản lý này Đúng không? Rồi rất nhiều bạn anh chị nhắn tin hỏi mình trao đổi tương tác với mình thì mình cũng thể hiểu được một phần tâm lý và cái nhìn nhận cái đánh giá thị trường của các anh chị trong giai đoạn hiện tại. Nó có thể để mình có thể đưa ra những cái nhận định nó nó mang tính là sát sườn hơn thôi chứ còn không thể nào nói là mình nhận định nó đúng 100% được. Đúng không ạ? Có những thời điểm nó đúng, có những thời điểm nó cũng sai. Có những thời điểm nó chỉ gần đúng thôi chứ không phải là lúc nào mình cũng là thánh, không phải lúc nào mình cũng nói gì là nói lên là nó lên mà nói xuống là nói xuống. Nó nhiều bạn bảo vì tại anh nhắn lên mua cho nên nó mới tăng trần nhiều không phải. Không mình không nhắn nó vẫn cứ trần à. Cái đấy là bình thường, đó, rồi đâu phải mình nhắn bán ra là nó giảm sàn hay là nó giảm nhiều, không phải câu chuyện đó Cái câu chuyện ở đây là chúng ta tìm hiểu thị trường, chúng ta bám sát thị trường để mà chúng ta có thể theo dõi được Cũng như là gì, bản thân tôi, với vai trò là người hỗ trợ cho cộng đồng, cho các bạn, à, cho nhà đầu tư Thì tôi cố gắng đưa ra những cái nhận định, thứ nhất là nó mang tính khách quan, thứ hai là nó mang tính có cơ sở một chút xíu, đúng không ạ? À, có thể nó không sát, không gọi là không bị chi phối bởi một điều gì nhưng mà nó vẫn có cơ sở và nó vẫn có thể là nó mang tính gọi là chân thực nhiều hơn một chút xíu so với đôi khi là chỉ có những không phải là tôi nói tất cả có những nhóm thì đôi khi họ vì một mục đích là nó họ lái một con nào đó chẳng hạn đó, hoặc là họ đang bị kẹp hàng con nào đó thì họ cố tình họ đánh lên hoặc đánh xuống một mã nào đó thì chúng ta không biết được đó, nhưng mà ở góc độ mình thì thôi cứ nói thẳng hết à, các bạn càng tương tác với mình nhiều thì mình càng có nhiều dữ liệu càng có nhiều vấn đề để mình có thể là trao đổi với cộng đồng nhiều hơn đó thì, thì mình chia sẻ như vậy thôi còn bản thân chúng ta thì nắm cổ phiếu nào mới là quan trọng chứ còn cũng đừng quan tâm chỉ số mấy chỉ số bây giờ nó đang lình xình cố gắng giữ được trong cái biên này là tốt và giữ biên này rồi rơi xuống hay là đi lên thì chúng ta còn phải tính tiếp và chúng ta xem cái động thái của thị trường lúc đấy ha. quá trình khắc phục của hồ sê như thế nào làm hay không làm quyết liệt hay không bản thân các cái người gọi là tạo lập các cái người gọi là gọi là mang tính điều hành về vĩ mô mà mà còn không quyết liệt nữa thì làm sao nhà đầu tư quyết liệt được đúng không ạ đó là bản thân ví dụ những khách hàng của mình khách hàng như anh chị đang giao dịch ở đây chúng ta cũng đang băn khoăn đang lo lắng rất là nhiều và cái lượng tiền rút ra cũng khá là lớn thanh khoản nó sụt giảm là một phần vì vậy đúng không ạ đấy thì thì chúng ta quan tâm và chúng ta cố gắng là chúng ta thận trọng trong những nhịp như thế này đặc biệt tôi nói tuyệt đối nhé. các anh chị có thể là tạm thời tìm kiếm được mã nào đó để chúng ta mua hoặc là chúng ta bán hết chúng ta đứng ngoài hoặc là chúng ta mua một ít tiền hay gì đó đại loại là như thế nhưng mà chỗ này tôi khuyên mọi người là tuyệt đối không được sử dụng với đoạn này cực kỳ nguy hiểm, à, thì tôi nói thế thôi. Còn uh, cái cách uh, và cách lựa chọn cổ phiếu và cái phương pháp đánh, cách thức đánh, đánh lướt, đánh dài gì đó là quyền của các anh chị, quyền của mọi người. Chúng ta lựa chọn, à, nhưng mà làm sao đó thì an toàn nó vẫn là trên hết. Các bạn cứ nhớ lời tôi là còn tiền là các bạn còn tất cả, còn các bạn mất tiền là chả còn cơ hội nào cả. Thị trường nó vẫn còn đó, nó có thể đơ, đơ, đơ một vài tháng nữa chẳng hạn, uh, hoặc là đơ thêm cả năm nữa, hoặc là đơ cho một vài ngày nữa thôi. Nhưng mà thị trường nó vẫn còn đó, nó không bao giờ mất đâu chúng ta không chơi sẽ có người khác chơi, cho nên chúng ta phải làm sao đó để chúng ta vẫn bám trụ thị trường, chúng ta vẫn tồn tại với thị trường bằng cách này hay cách khác, đó. thậm chí nhiều bạn bảo thi anh nhiều lúc thấy anh bức xúc mà sao anh vẫn cứ chia sẻ, vẫn chia sẻ chứ sao giờ, đúng không? Nó thị trường nó là một phần của mình, mình là một phần của thị trường, à, mình là một phần của cộng đồng, đó. mình cũng là nhà đầu tư thì mình cũng phải bám trụ thị trường, đó. còn không phải là lúc nào chúng ta có thể kiếm được tiền thì thị trường, đúng không? ạ? đó thì, thì chúng ta phải tính toán là chúng ta phải suy nghĩ đến những vấn đề như vậy à, còn nếu mà trường hợp mà khó quá chúng ta cảm thấy không yên tâm thôi cứ bán giữ tiền rút ra cũng được mà để trong tài khoản cũng được mà chúng ta tập trung chúng ta làm công việc khác của chúng ta lo cho gia đình lo cho công việc chính của chúng ta để cho nó ổn định trở lại rồi chúng ta quay trở lại cũng không sao cả chứ cũng không phải là bảo thôi em cứ nạp tiền vào rồi, rồi cố chỉ cho em một cổ nào đó để em mua không không phải như vậy ha. rồi nhiều bạn bảo thế em bán hết rồi hôm nay có con nào đẹp để mua nữa không thì cuối cùng khác nào chúng ta quay tay rồi đúng không ạ chúng ta tự lướt trên chính cổ phiếu của mình hoặc là chúng ta cứ mua đi bán lại liên tục nó là tốn phí đúng không đấy nhiều bạn thấy thống kê bảo một ngày hồi xe là thu từ tiền phí tới vài chục tỷ thì tại sao không nâng cấp rồi không bỏ tiền đâu mà nâng cấp đi bỏ ra một tuần một tháng gì đó dư tiền để mà nâng cấp làm mọi thống nó đẹp lên thế là sao không làm vậy tại sao chúng ta lại có phải quay nhiều làm gì đúng không ạ nó ôm chúng ta nắm dài đi thì chúng ta lo lắng gì suy nghĩ gì đâu nó còn không thì chúng ta cảm thấy khó quá thì chúng ta đứng ngoài tức là khi nào chúng ta cảm thấy không chắc chắn thì chúng ta thôi cái tỷ xác suất mà 50-50 thì thôi cũng thể đứng ngoài rồi cảm thấy lưỡng lự là chúng ta đứng ngoài thôi chứ cố vào để làm gì? Đó, thì tôi vẫn hay gặp rất nhiều nhưng mà em bán rồi bây giờ có con nào để mua không? Em mới nạp tiền rồi cho em chỉ cho con em con mua liền rõ ràng như vậy là là khó đúng không? Vừa khó cho chính các bạn mà vừa khó cho cả cái người hỗ trợ giống như mình nữa, đó thì chúng ta không nên đẩy những cái khó à, và không nên làm những việc khó cứ chờ mọi thứ ổn định Rồi chúng ta sẽ tham gia thì nó sẽ an toàn hơn rồi một số ý chia sẻ trong ngày hôm nay như vậy ha. hôm nay 8 tháng 3 thì cũng chúc tất cả các chị em chúng ta đặc biệt là những chị em mà tham gia đầu tư thì chúng ta có nhiều niềm vui có sức khỏe và chúng ta sẽ đầu tư thành công cũng phải đóng góp một phần vào trong giới đầu tư và đặc biệt là giới đầu tư nữ cũng như là có thể là cái kênh đầu tư này nó cũng sẽ góp giúp ích cho chúng ta có thêm thu nhập để hỗ trợ cho gia đình của chúng ta rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo